Phan Công Khanh sang Campuchia đánh bạc thua hơn 100 tỷ, mở showroom với mục đích để lừa đảo. Phía cơ quan chức năng mới đây cũng đã đưa ra lý do khiến ông trùm siêu xe Phan Công Khanh dính vào vòng lao lý chính là nghiện cờ bạc, dẫn đến nợ nần để rồi đi vào con đường sai trái phạm pháp. Phan Công Khanh, cái tên từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi tuổi trẻ tài cao khi sở hữu một showroom toàn siêu xe khủng nằm ở vị trí đắc địa của thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, Phan Công Khanh còn có mối quan hệ rộng với giới showbiz, những cái tên lắm của nhiều tiền. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Công Khanh, sinh năm 1994, quê Bến Tre để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sự việc đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Qua điều tra và lời khai của Khanh xác định, thực chất không có khách mua xe nào đến showroom để xem xe. Khanh làm như vậy với mục đích là để lấy được bản chính giấy tờ xe McLaren BKS thì mới cầm cố xe được để vay tiền. Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Công Khanh, phía cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam 4 tháng để điều tra. Sau một thời gian điều tra rõ sự việc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 2 tháng 8, cơ quan điều tra thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguyên nhân khiến ông trùm siêu xe Phan Công Khanh rơi vào con đường phạm pháp để rồi phải đối mặt với vòng lao lý bởi Phan Công Khanh trước đó có niềm đam mê với trò đỏ đen. Trước khi bị bắt và dính vào con đường phạm pháp, Khanh nhiều lần sang Campuchia đánh bạc thua khoảng 100 tỷ đồng dẫn đến đổ nợ. Để có tiền xoay sở, Khanh mở showroom K-Super nhằm lợi dụng tên tuổi trước đó của anh ta để nhiều người ký gửi bán xe, từ đó có thể lấy chỗ này đập chỗ kia. Thế nhưng hành vi của người này sớm bại lộ khi khách hàng tên H, 32 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh gửi đơn đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo Khanh lừa đảo chiếm đoạt siêu xe McLaren. Công an đã vào cuộc điều tra xác định Khanh đã đưa ra những thông tin gian dối để chị H tin tưởng giao xe cùng giấy tờ cho anh ta. Sau đó Khanh cùng đồng bọn đã đem chiếc xe này cầm cố với giá 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Khanh còn mượn chiếc siêu xe Brabus 800 của anh P, ngụ tỉnh Kiên Giang để trưng bày vào ngày khai trương showroom. Tuy nhiên 5 ngày sau, Khanh cùng đồng bọn lại đem xe trên bán cho anh PHL ngụ thành phố Hồ Chí Minh để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, Khanh còn bị nhiều người tố cáo nợ 100 triệu tiền hoa tặng cho khách hàng khi mua xe, 25 triệu đồng thuê xe cẩu cùng với đó là nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom để khai trương. Đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ 8 chiếc siêu xe liên quan đến vụ án. Công an thông báo ai là nạn nhân của Khanh và Pha đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh ở số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo hỗ trợ điều tra. Đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan đến Khanh và Pha sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau một tuần Phan Công Khanh bị bắt, sáng 18 tháng 7, showroom K-Super của trùm siêu xe đã bị dỡ bỏ. Đồng thời luật sư Ngô Việt Bắc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ với báo Lao Động về vụ việc Phan Công Khanh bị bắt, đối chiếu quy định tại điều 174 đối với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tiền, tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản. Luật sư Bắc cho hay, từ căn cứ đó, các cơ quan chức năng xem xét thực hiện kê biên tài sản thuộc sở hữu của đối tượng để phục vụ quá trình tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, cần hoàn tất việc điều tra để tính toán mức độ phạt tiền, bị tịch thu tài sản đối với hành vi vi phạm của đối tượng, từ đó mới kê biên tài sản tương ứng.